Em chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì em đang có mặt tại Cần Thơ. Tại tối nay là em đi diễn ở dưới Bạc Liêu, cho nên là ghé Cần Thơ, ghé nhà một người anh chơi. Một người anh mà cũng lâu rồi chưa có xuống nhà anh ấy chơi, đó chính là anh Lâm Văn Đời nhá. Đâu vào quay cầu này đúng không? Đợt trước thì cách đây cũng tầm 1-2 năm rồi thì Khoa cũng xuống đây diễn, cũng ghé nhà anh ấy chơi. Ủa? Lắc đổi cầu rồi hả? Trời ơi, lâu rồi không về, nhà anh ấy đổi cầu, chả nào thấy cái cầu cỏ mọc quá. Đổi cầu rồi nha, đổi cầu rồi. Chứ là ông cậu. À, đổi phong thủy rồi. Ngày trước mà anh Đời thi chung Cười Xuyên Việt 2015 mới Khoa là nổi tiếng một cái câu gọi là Lâm Văn Đời không mời cũng tới đấy. Nhưng mà ngày hôm nay là Khoa tới nhà anh Đời là được lời mời hẳn hoi nha. Anh nói là tiện đi diễn thì tới nhà anh ấy chơi, và hình như là anh ấy làm mồi từ hôm qua luôn đó. Cái cổng nè, cái cổng nè. Ủa? Đi cái cổng nè. Anh Đời. Anh chào chú rể đi Cần Thơ. Hello anh. Vui. Mới vào tới cổng anh Đời đã cá lầu kính. Lại món cá lầu kính nướng mỡ hành. Ui thơm quá nha. Lầu kính mỡ hành. Này là hôm qua anh bắt hả? Bắt quá. Thôi anh thì bọn em xuống thì anh ra chợ anh mua về được, anh bắt lặn lội vậy nữa. Mua tốn tiền. À, bắt không tốn à? Không. Cái chỗ nào em thay đồ em nhảy bắt xuống mấy chục cân mang về. Con này là cũng lâu năm lắm rồi thơm quá. Nay câu câu hồi dưới anh. Này bắt luôn. Tay á chứ. Mò luôn hả? Ừ mò. Cái đường kiến câu đường nào. Ngon á. Rồi bảy à, chọn cái lâu kiến dạ. Đặc sản á. Nó là anh. Thằng Vinh Sang nói quê Cần Thơ, nó nói cá lâu kiến câu đường nào thấy chưa? Anh thấy chưa, chị là cái dân này dân gì rồi? Trước là còn nhớ là có hái cái cốc ở đây này. Cốc to quá trời luôn này. Dạ. Ở đây em hạ bông dừa xuống ăn nhá. Thôi thì anh em lâu ngày xuống thăm nhau thì kiếm mình con dao nhu. Bùn vàng đây. Cây giật không anh, cây giật kìa phá. Đấy, anh, cốc kìa. Đấy, anh em quý nhau ở chỗ đấy đấy. Giật cái buồn nó luôn ha. Hạ buồn này xuống luôn. Anh Đời xe của anh Đời. Ủa chị đâu anh Đời? Chị đâu rồi? Ý là cơ chào chị cơ chứ vào chưa chào chị đã giật dừa rồi. Buồn này anh. Buồn nào? Buồn này to cái gì? Buồn này đúng không? Đúng rồi. Cái buồn này ngon không? Buồn này nó hơi non á, non. Sao cùng một cây dừa vậy có buồn to buồn nhỏ ra? Chưa lớn. Em tưởng hai loại. Không, em nhà em có trồng dừa mà. Trồng dừa mà giật cái đầu tiên. Con nghề lắm. Không nói chứ giật mấy trái thôi. Uống luôn hết rồi. Ấy. Chung là anh em quý nhau là cái đấy các bác à. Lâu ngày xuống nhà chơi giống như là ví dụ anh Đời có dịp ra nhà em mà. Thôi ba trái được rồi. Đi uống hết để giật thêm. Em. Nhiều nước nè má. Dạ. Hôm qua đi cắt cỏ đó, cỏ đó rồi anh cắt của người ta. Cái chân luôn. Đấy, đây là một trong những cái nét mà rất là thích mỗi khi về miền Tây là trái cây rất là nhiều luôn. Có cóc, có xoài, có dừa. Hôm nay đã có cả cá lau kính rồi. Chẳng dừa không? Dân nhà chồng có chồng dừa. Lấy chồng dừa, lấy chồng dừa. Ở đây đi vào cho cái hiên này cho nó. Hello em. Này là vợ em. Này là Khoa, anh Nhu. Này vợ của anh Khoa. Còn anh này cưới vợ hồi nào? Cưới vợ hồi nào? Em cưới hồi tháng 9. Ủa? Tại em không có làm Sài Gòn nên em không có mời anh em. Nhìn này bé hả? Nhu qua trẻ về nước
nó cũng còn hơi non anh à, dừa này này. Nó uống nó mát. Hồi nãy anh chở bể cho thằng Sang mấy trái xuống nó bể luôn. Không, cái này ngọt á. Hồi nãy xin anh ấy ba trái dừa rồi thì bây giờ Hoa cũng chưa ăn cóc chín cây bao giờ. Cóc xanh thì ăn rồi nhưng mà trên đây có một trái cóc chín cây này. Bây giờ không biết làm nào mà hái nó xuống hay chứ. Ui ôi, trái xoài này. Trái xoài này mọi người ơi. Xoài này là ăn được chưa anh Đài ơi? Em xin một trái nhá. Không bẻ, không ăn hay sao để nó rụng. Đây này, rụng mất trái thối rồi này. Không mấy lần nó rụng hết trơn. Nhiều lắm. Ăn một trái thôi, trái không biết đâu. Xoài này qua đây xoài gì anh? Này hả, xoài để lót. À xoài này ăn nó sực sực như là khoai sống ấy đúng không? À xoài này ngon lắm. Đây nha, trái này phải nửa cân đấy. Đây, cái xoài này. Đúng là về nhà anh Đời thì chỉ ăn trái cây là đã nhất. Ví dụ như có dịp thì anh Đời ra nhà Khoa thì vào mùa vải ấy. Mùa vải là sẽ rất là nhiều luôn. Đúng không anh? Thôi cóc không hái được thì hái trái xoài vậy nhá. Có cây lầm ấy. Dạ? Đưa lên dựng cóc. Mà cóc tới, hay tới, hay. Cao quá nhỉ. Không, anh lấy hái lầm lấy hái tới. Nào có hái con cá mà đấy, hái cho hai trái chín nữa thôi anh ạ. Dạ rồi, con cá nó nổi đây hả? Hả? À, đúng rồi, con cá ở trong. Thôi hai trái đây luôn. Hai trái đây anh ạ. Đây chín ép đúng không? Con ăn cóc không? Đây, ăn cóc chín nhá. Ôi, trái này cũng hương rồi. Thôi không sao. Để luôn. À. Chua. Không biết cái ruột ở trong á, cây này ruột. Cái ruột cái bên ngoài nó chua anh à. Ừ. Anh em thì quý nhau ở cái tình, ở cái tình cảm, dù là một năm gặp 100 lần hay một năm gặp 1-2 lần hay là 2-3 năm gặp một lần đi nữa, nhưng mà anh em trước sau như một. Và hôm nay thì tiện đường xuống Bạc Liêu diễn thì anh Đời có kêu là ghé nhà anh chơi, mà tính là chỉ tới là uống 1-2 trái dừa thôi. Nhưng mà anh bây giờ anh bắt cá rồi, anh nướng cá rồi đây. Bây giờ là anh ấy ngồi chờ sẵn này, chỉ chờ Khoa vào đấy. Như thế này thì làm sao mà không ngồi xuống ăn được. Đây nha mọi người á. Ui giời, đã quá. Nhìn là biết là mâm đồ ăn ở miền Tây Cần Thơ rồi anh ạ. Cái nhà lá vườn. Đây là món gì anh? Lẩu chua. Lẩu chua. Cá giò. Cá giò. Ruột cá lóc. Ruột cá lóc hả? Ngày hôm qua anh em anh tính trụng sơ mà anh luộc nó hơi lâu, nó rã mỡ hết trơn, còn ruột không. Thôi vậy là được anh ạ, có ruột là được rồi. Với lại cá lau kính nướng nhá. Ở đây cá lau kiếng. Lau kiếng à? Ừ. Cá lau kiếng nướng, ở đây là ốc đắng nhá. Em vợ nó bẻ cho em à. À dạ. Nào nấu lên Sài Gòn nữa. Nó cuốn cỡ xíu lên như thế rồi. Đang một cuốn cơ động. Cái kia. Cá ớt nữa. Ớt nữa hả? Đây có cả ớt nữa nha. Ớt tươi luôn. Đây cũng ghé này nhau. Thôi bây giờ thì mấy anh em tụi em xin phép mà dùng bữa đây. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương tất cả những anh em mà tới ngày hôm nay. Cũng có rất nhiều quý vị khán giả hay nhắn tin bình luận là rất là nhớ những gương mặt là Cười Xuyên Việt 2015. Thì anh em chúng em vẫn như vậy, trước sau như một, bao nhiêu năm thì vẫn sống với nhau bằng cái tình cảm. Có dịp thì anh Đời ra ngoài nhà em anh Đời nhá. Có dịp ra Hải Dương. Ok. Em sẽ cho anh một cái lều, anh ở dưới cây vải ấy, tới khi nói anh ăn hết cây vải đấy thì anh vào. Thế thôi, bây giờ ăn thôi. Rồi, mời mọi người. Rồi. Chào mọi người nhá.